Ở sang Trung Quốc sẽ như thế nào? Mọi người đang thắp hương, thắp nhang này. Tượng Phật thì nó cũng gần như nhau. Có thật nhiều tiền quý vị. Có sư thầy Thích Minh Tuệ đang đi bộ hành ấy quý vị. Và thầy là thầy giỏi thật, có triển đang thả ếch quý vị ạ. Luật học Phật giống nhau hết. Người ta cũng sùng đạo lắm. Và nhiều loại gạo lại với nhau, 2,6 đấy. 2,6 là nửa kg một lon bia mà 10 lít. Thưởng thức thử cái nem này. Anh đang bảo là cho một ít ớt thôi. Cái này là không thể tránh được quý vị nhá. Đấy là dầu mỡ đặc biệt nữa. Hiện tại thì Khang đang cùng chú Khánh nữa đi lên trên chùa ở bên Trung. Đây, bên này có một ông rùa, ông sư tử. Đó. Đây các cô chú đang đốt hương, đốt nhang để vào thắp vái. Đây, chú cháu mình vào đây. Vào tham quan tí. Chùa bên này cảm giác hơi âm u một xíu. Đó. Đây thì đốt hơi nhiều. Đó. Bên này thờ ông gì, ông Tơ Bà Nguyệt à, kiểu kiểu như vậy. Đó, thì video này mình chủ yếu là dẫn quý vị đi tham quan, đi trải nghiệm cùng một người Việt mình lần đầu tiên bỡ ngỡ sang Trung Quốc sẽ như thế nào. Chú ấy thích được đi như thế này, tại vì chú ấy sợ đi tour lắm quý vị ạ. Đi tour thì nó sẽ rất là mệt, đi tour là rất là mệt. Cái thứ hai đó là đi tour là phải đi theo đoàn, phải đủ thứ hết đấy. Vậy nên chú ấy xin mình cho tách ra để được đi tự túc như này. Đi tự túc như này thì thích đi đâu thì đi, thích ăn thì ăn, thích nghỉ nghỉ. Ví dụ bây giờ mệt rồi thì kiếm chỗ nào ngủ giấc, ngủ giấc để tiếp tục hành trình. Đó. Ở trên đây mọi người đang thắp hương, thắp nhang này. Nói chung nếu mà tượng Phật thì nó cũng gần như nhau. Như nhau à? Ừ. Cái này, cái cách thức kiến trúc giống nhau thì nó khác khác một chút. À. Hiện tại thì Khang vô tình lại gặp được hai cô người Việt quý vị ạ. Ơ cô ơi, cái hình này ý nghĩa là cái gì cô? Có nghĩa là ọc nháo. Có nghĩa là rồi vẫn kiểu người ở Việt Nam bảo ăn chân gà đi để. À, vậy là mình cứ cho tiền vào đây để gói làm tiền. À. Cái này là sự thích để gọi là đây cũng là một vị Phật mà. À. Có nghĩa là mình học qua, mình Việt Nam mình học qua Thạch Xanh Lý Thông đấy thầy, của Đại Bàng ấy. Kiểu như đây là cũng một vị Phật, vị thánh quý vị. À, mọi người cho tiền vào đây để cầu nguyện sẽ có thật nhiều tiền quý vị. Ờ đúng rồi. Đấy, Hồng Công Đức người ta cũng bỏ trên kia đấy mà. Cái chỗ này mà nó có cái cửa xuống thì dễ hơn, các cô là phải đi qua đây. Bây giờ để xuống. Mình có tụng kinh như gì không cô? À, tụng tiếng Trung Quốc à? Tiếng Trung Quốc thì chắc một số bạn người Hoa hoặc là những bạn nào đó người Trung Quốc thì mới hiểu được. Ở Việt Nam mình hiện tại đang có sư thầy Thích Minh Tuệ đang đi bộ hành ấy quý vị. Rất là nhiều người ở bên này cũng hay hỏi mình rằng là ô cái chuyện đó là có thật hay không. Thì thực ra thì mình cũng chả biết nói là có thật hay không, nhưng mà thầy là thầy giỏi thật. Thầy ăn một ngày một bữa, đi bộ ngày 30-40 cây. Chưa kể là thầy ngủ ngồi, tiền bạc thì thầy không lấy đâu. Chú Khánh thì mình đang để ở trên chỗ quán cô Triển. Chú đã ngồi chơi trên đấy, mình đi xuống đây mình xem những người Việt mình thả cá ở bên Trung đây. Chỗ này thả là đúng bài luôn rồi. Ờ, hiện tại thì có Triển đang thả ếch quý vị ạ. Phóng sinh cho chúng sinh được tha hồ
chạy nhảy bơi nhảy nhá. Hồ đấy. Chạy đấy, chạy đấy. Ôi giời, ôi giời. Mấy con ếch này thả ra phát là kiểu như thấy sung sướng quá, đang nhảy tưng 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 này. Nhảy lên đấy. Ơ sao nó lại không chịu ở nước mà nó cứ đòi nhảy lên bờ cô nhảy. Nhảy lên vẫy chào các bạn. Wow. Thì có nghĩa là những con ếch này mình nghĩ là người ta nuôi ở trên cạn quý vị ạ. Nuôi khô ấy, nên khi mà thả xuống nước phát chạy lên bờ hết này. Đấy, nó chạy lên bờ hết cô nhảy. Hay thật. Bên kia thì cô đang thả. Ôi giời, nó chạy đâu ấy? Nó chạy lên bờ. Cô kia thì thả cá. Cá đấy là cá gì cô nhỉ? Cá chạch. Chạch. Con này con chạch. Lầy cá chạch nói Trung Quốc là lầy láo nhì. Lầy láo nhì. Đấy là tiếng Trung. Cá nó tự nó nhảy lên chị. Nó gần chạy ra. Thế. Cái này cá chạch, bên đây cái cô gọi là này nấu gì. Đấy thì nước trong thôi chị Chiến, tại vì nước lúc nào cũng chảy thì cũng trong mà. Chưa mấy ngày nước phải lắm. Để đây chị Quyên, để chị Quyên tụng một bài cho nó đã. Khang nghĩ là những chú ếch này là sống trên cạn quen rồi. Bây giờ thả ra phát là không chịu không nước đâu quý vị ạ, chạy hết lên bờ này. Đó. Chạy lên bờ. Đấy, chạy lên bờ, chạy vào hang quý vị ạ. Trời. Sang bên Việt Nam á thả con cá chép là con cá chép khoảng độ 3-4 cân cơ ạ. 4-5 cân đấy. Thả xong rồi. Mấy con nó ra ngoài biển, ngoài sông to đấy, đây ta vẫn ngồi đấy, người ta câu. Không có người ta sạc điện luôn chứ cô, bắt luôn. Nhưng mà tội thì cái đấy là chuyện bình thường cô. Theo nhân quả thì cái người thả là có phúc rồi, còn người bắt là việc của người ta chứ. Thì đúng rồi. Thì trên đời này phải có người này người kia chứ cô. Chứ ai mà cũng tin thì vậy làm sao mà có trộm cắp, làm sao mà có giết người, làm sao mà có sự. Đúng rồi. Có những người ta không cần tin, người ta cũng chả tin. Đúng rồi. Thì cái chuyện mà người cứu thì phải có người giết. Người thả thì phải có người bắt. Bình thường mà bây giờ cô bảo một người bán cá mà không cho đập cá thì sao bán được. Đấy, anh kia anh đang bán cái món gì? Ở bên này nếu mà ở trong chùa đấy có khác gì với chùa Việt Nam không cô? Cũng giống nhau hả? Cái luật học Phật giống nhau hết. Tướng khác nhau. Và các cô ở bên này cũng là tu kiểu như là tu tại gia. Đấy đúng. Tu tại gia tại nhà, tự mình học. Tu tại gia thì có thể là vào một lớp có một cô giáo thầy giáo nào đứng còn cô nắm lớp học chung máy. Có thời gian thì nên. Ở bên này nếu mà nói ra về đạo người ta có cấm không? Hay tự do? Người ta cũng có đạo chứ. Ở đây cũng có đạo, có người theo đạo giáo, theo có công người giáo. Theo mình là theo mình như mình là bên học Phật, bên Phật giáo. Đạo giáo Phật giáo. Cái này đâu gian cái gì ăn? Không đạo người ta cũng sùng đạo lắm, tin đạo rồi nhờ đạo phù hộ các thứ người ta cũng khỏi bệnh, người ta cũng giỏi lắm. Bên đạo cũng giỏi mà. Con này cứ tưởng đâu Trung Quốc người ta theo Nho gia, Nho gia đạo khổng quá. Bên đạo có, bên Phật giáo mình là bên Phật giáo. Còn người ta học đạo ở nhà chùa đạo đây. Thờ Chúa ấy. Nhiều. Phật đạo người ta học đạo những người cùng. Cô sang đây bao nhiêu năm à? Cô sang đây con trai lớn của cô năm nãy ngoài 30 tuổi. Vậy chắc khoảng ba mấy năm rồi. Đấy. Cái thời đấy sang đây nhiều nhỉ? Đấy, vừa nói phải có tiếng nhạc Phật luôn đấy. Hiện tại thì Khang đang cùng chú Khánh nó vào siêu thị, thì Khang thấy ở trong đây người ta có rất là nhiều những gói bim bim khổng lồ như này. Gói này xem nào. 1, 2, 3, nó cao khoảng 70 phân quý vị ạ. 70 phân. những gói bim bim này mà các bạn nào ở Việt Nam mà làm review ấy thì đúng là quá ok luôn. Kiểu như mở hộp những cái hàng Trung Quốc này. 29,8 tệ nha quý vị nhá, là 30 tệ 100 ngàn một gói như này. Nó nhẹ thôi quý vị ạ, nó không có nặng đâu. Này 36 tệ, gói này thì chắc cao 1 mét.
túi. Còn gạo bên này thì Khang có quay cho quý vị xem một hai lần rồi. Bên này nó khá đa dạng luôn. Đây, gạo, hạt kê. Bên này đặc biệt là người ta sẽ pha đấy. Đây, gạo pha quý vị này. Pha nhiều loại gạo lại với nhau, hạt với nhau. Cái này thì nó khoảng độ 12 tệ, 12 tệ một cân Trung Quốc, là khoảng 24 tệ 1 kg Việt Nam. Gạo pha như này. Còn cái gạo, gạo trắng như ở Việt Nam mình thì rẻ thôi. 2,58 hay 2,6 đấy, 2,6 là nửa kg. Thì khoảng độ 5 tệ 1 kg, 1 ký của Việt Nam mình. 1 cân Trung Quốc là bằng nửa cân Việt Nam, nhưng mà 1 ký Trung Quốc là bằng 1 ký Việt Nam quý vị nhé. Còn bên này thì bán những cái đồ pha trà. Bên này thì bán đồ khô, lạp xưởng, thịt cừa sông khói, cá khô, cá khô. Bí ngô bên này là 1,38 tệ một cân của Trung Quốc, là khoảng đầu 2,7 tệ là 1 kg của Việt Nam mình. Tệ là 35,4 quý vị nhé. Đi chú ơi, cháu mình lại đang thang ra. Bên này thì cửa hàng nó cũng như ở Việt Nam mình thôi. Nhiều hàng thì khá là rẻ. Đây, Khang cho quý vị xem cái xúc xích. Lúc trước Khang quay thì quý vị bảo rằng là cái xúc xích này ở trong toàn bột không à, nên nó rẻ vậy. Nó to chả bá mà có mười mấy tệ. Nhưng mà mình có tìm hiểu rồi, xúc xích toàn bột thật quý vị ạ. Bữa mình có mua về ăn ở trong nó mềm xèo à, kiểu như bột không quý vị. Khang đang xem hàng bia. Khang định mời khách đến nhà và bảo khách đến là uống đúng một lon này về đấy quý vị ạ. Đây này, một lon của nó là 5 lít quý vị nhá, lon kia 10 lít. Bia bên này bán cái này thì 1 lít. Mấy cái lon này uống là gọi là mệt luôn đấy quý vị ạ. Một lon bia mà 10 lít, khiếp thật. Bên này rượu nó bao luôn. Rượu nhiều lắm. Dẫn chú Khánh đi xem rượu, xem bia. Rượu này rượu Mao Đài này, không biết phải không quý vị nhé, quý vị xem này. Hai cái chữ này có phải Mao Đài không? Nếu mà mình có mạng là mình dịch Google ra ngay. Là 398 tệ là khoảng đầu 1,4 triệu nhé quý vị nhé. 1,4 triệu một cái hũ đó. Tính ra là cũng 2 lít. Vậy là mỗi 1 lít khoảng đầu 700 ngàn đấy quý vị ạ. Đắt đấy nhỉ, 1,4 triệu một bình. Hiện tại thì sau một quãng đường thì đi chơi, đi dạo các xưởng thì mọi người đã quay trở lại thành phố Đông Hưng. Mọi người đang thưởng thức thử cái nem này. Cái nem này là nem Bùi, nem Bùi Thanh Sinh. Đấy, mình quảng cáo cho nem Bùi Thanh Sinh nhé. Hôm sau anh Bùi Thanh Sinh có gì mà hỗ trợ mình xuống đấy ăn là phải miễn phí chứ. Đây, xem cái nem này nó. Ở trong là có lá sung quý vị ạ, chỉ có lá sung thôi. Lá sung với này, không có lá sung, à có lá gì không anh? Có lá sung đây. Nhưng mà lá đinh đăng thì lá gì nữa không? Không, nó thì nếu mà về mùa nó ít lá sung thì nó có lá đinh đăng thêm. Nó nhiều lá sung. Ở bên này mà gặp được những cái món như thế này nó rất là quý quý vị ạ. Ở Việt Nam mình thì bảo là cái nem này thì bình thường thôi, nhưng mà bên này thì rất là quý. Kiểu như bên này tự nhiên mà đi mua nem này ăn thì rất là khó. Đó. May thì có anh Hạnh và chị Hằng, chị Hằng vừa chạy đi mua mấy cái đĩa. Và chú đây. Sao? Tấn sao? Khang này, Khang quay cho quý vị xem thôi, như để cho mọi người chọn, tại vì mình không ý là cũng không thích mấy cái món này ở bên Trung Quốc như thế này. Vậy à? Anh Hạnh anh bảo là ngon lắm nhưng mà chả biết như thế nào. Đây, hôm nay thì sẽ đi ăn lẩu quý vị ạ. Ăn lẩu ở bên Trung Quốc thì cũng như ở Việt Nam mình thôi. Đó, là sẽ có cái chỗ để cho mình ngồi như này. Đó. Và ở đây thì không thể thiếu đó là cái topping. Đó, chú Khánh với anh Hạnh đang chọn và là món này. Na cái uổng y tiền tiền ý là anh Hạnh anh đang bảo là cho mình ít ớt thôi.
cho nhiều thì nó sẽ cay còn chị nữa. Nói chung là mình thấy món ăn ở đây thì chưa có món nào mình thích. Chú ăn hàu không? Ăn hàu à? À, biết biết nói tiếng Việt à? Nì huy xua duyên án hoa ma. Ý tiền đèn à? Chào. Hiện tại là chú Khánh nó đang bảo là sao không dặn để cho nó giảm cái mỡ này này quý vị này. Ở bên Trung thì cái này là không thể tránh được quý vị nhá. Đấy là dầu mỡ. Không ấy à? Đó, đây là ăn lẩu bên Trung. Cái bếp này bếp ga hay bếp bếp ga nhỉ? Đi sang bên Trung thì nói thật với quý vị là món ăn nó cũng không không phù hợp với khẩu vị của mình lắm. À, hiện tại thì mình đang thích ăn những cái món ở Việt này. Mộc rồi, cái mộc à? Mộc cái không phải sao? À, cái này nướng mọi à? Ừ. Nó có ra gia vị gì không ta? Có, ăn ngon lắm. Có, tôi biết ăn rồi. Mà à. Mình nó khác Việt Nam mình. À, rồi rồi. Đấy. Đây mình cho quý vị xem cận cảnh cái cánh gà như này. Duỗi thẳng à. Nhìn thì đây, nhìn nó rất là nhỏ nữa. Đây chút một chai nữa. Wow. Nói chung là cái cánh gà này thì chế biến đơn giản thôi. Cánh gà thôi nhưng mà đơn giản không có màu nhưng mà ăn ngon lắm. À, ngon lắm hả? Đây hôm nay được đi cùng là có anh chị anh Hạnh. Anh chị anh Hạnh thì đã đến quán này rồi nên về cái khẩu vị thì anh chị anh Hạnh biết nó cũng ăn cũng khá ok. Sợ mới chị không ăn được rồi chứ cần. Đấy. Bây giờ ở đây luôn. Anh Hạnh với lại chú Khánh đang đánh đù cái. Người Việt mình ấy gặp nhau ở khắp gọi là khắp thế giới ấy, nó cứ gặp nhau nó cũng phải là một vài ly rượu đi bia thì nó mới vui được. Phải đi qua đường nào? Cháu về Bắc Giang. Bắc Giang ở huyện nào? Cháu huyện Hiệp Hòa. Hiệp Hòa thì vâng.